Xin chào cô chú anh chị, thì hiện tại em đang đứng ở trục đường tỉnh lộ 10 và đường chiến lược của chú chị ha. Hướng này là hướng tỉnh lộ 10 mình đi vào nè, hướng tỉnh lộ 10 mình đi vào là hẻm 482 của tỉnh lộ 10 là mình đi vào đây cô chú anh chị. Còn hẻm này là mình đi thẳng ra là mình ra được hẻm 95 của đường chiến lược nha. Và cái căn nhà em muốn giới thiệu nè, căn nhà này nè, hôm bữa thì em cũng có nói với cô chú anh chị là căn nhà này dưới 900 triệu nha cô chú anh chị, nhưng mà đợt này thì chủ hạ giá là 890 triệu, bớt cho khách thiện, bớt lọc cho khách thiện chí nữa nha cô chú anh chị ha, là chỉ 890 triệu mà còn bớt lọc thêm một ít nữa thôi nha cô chú anh chị, là giá này là giá chốt luôn cô chú anh chị ha, là 890 triệu bớt lọc một ít cho cô chú anh chị thiện chí nha. Đó, nhà được thiết kế một trệt hai lầu nè, nhà mới nha cô chú anh chị ha, rất là đẹp luôn. Đó, mẫu mã là đường đó, vị trí đường nè cô chú anh chị, đường rộng 5,5 m thông thoáng. Đó, khu này xe hơi vào thoải mái nha, hai chiếc xe có thể né nhau được luôn nha cô chú anh chị. Đó, hướng này mình đi thẳng ra được chiến lược nè. Đó, nhà ở bên trong nè, nhà khúc này là ngang 1,7 m nè cô chú anh chị, hướng vào bên trong đó là được 5,1 m. Nhà có hai lớp cửa đó, thì địa chỉ nè em cũng có để cho đây cho cô chú anh chị xem luôn nè. Cái này cũng đúng là 95/76 của đường chiến lược thôi nha cô chú anh chị. Nếu mà mình đi cái hẻm 482 của đường tỉnh lộ 10 vào thì nó sẽ rơi vào cái khoảng là 482 của cái nhà đối diện nè, 482/35 nè, /35 đây, /37 đây nè, nhà này nhà 37 thì đối diện của nhà mình nha. Đó, hiện tại thì nhà này đang lấy số nhà là của chiến lược nha cô chú anh chị. Đó, đó, nhà cái mẫu rất là đẹp luôn, một trệt hai lầu. Đó, giá là 890 triệu bớt lọc cho cô chú anh chị thiện chí nha, là bớt lọc ít thôi nha cô chú anh chị, chứ không có bớt được nhiều, giá này là sát luôn rồi cô chú anh chị ơi. Đó, nhà rất là đẹp, toàn bộ nội thất nè đầy đủ hết. Đó, nhà thì gia chủ đó thiết kế cho mình là bộ quạt nè, đó, móc nè, treo tường nè, đồng hồ nè, khu này là khu mình để máy giặt nè, ở trong đây nè đầy đủ hết nè. Đó, cửa nhôm nè, cửa kính nè, kính nè, đó, đầy đủ hết, bồn cầu lao bô gương soi rồi đầy đủ hết. Ở đây mình để hai chiếc xe thoải mái luôn, đây thì mình để theo được một bộ bàn ghế ăn nhỏ nhỏ đây nè, dành cho ba người, hai người là được cô chú gì ha. Đó, nhà đẹp mới. Đó, ở trong toilet nè, đầy đủ hết nè. Đó, gạch ốp tầm 1,5 m luôn, quá trời đẹp luôn. Còn đây là bề mặt đá ha cương nè. Đó, cô chú nhìn thấy không? Đẹp chưa? Bề mặt đá ha cương. Ở đây là tủ này, tủ nhôm hết nha cô chú chị. Đó, đẹp chưa? Quá trời đẹp luôn, đầy đủ hết. Đó, cái này là mình ở được, nếu mà ở trên đây làm được hai phòng này của chú chị nè, cửa nhôm sinh pha nha. Này là bộ cửa này không là cũng thấy hơi bị nhiều rồi của chú chị ơi. Đó, tại là đồ xịn không, này bộ nhựa cơ, bộ cửa nhôm sinh pha nè. Đó, có về nhà mình có ban công luôn nè. Đó, có ban công rồi, đầy đủ hết nha. Còn khoảng không gian này là không gian của phòng nè. Đó, phòng thì ở đây có quạt nè. Đó, cô chú anh chị thấy không? Có quạt sẵn luôn này. Khúc này mình để tivi ở đây cũng được nè. Đó, hướng này hướng để tivi nè. Ở đây thì mình làm một cái phòng bự đây. Đó, móc treo tường nè. Nó đầy đủ hết cô chú anh chị thấy không? Hệ thống chiếu sáng nè, ba bóng đèn rồi, sáng rực luôn. Đó, ba bóng đèn rồi, bên kia thêm bóng nữa kìa, sáng rực luôn. Đó, lan can nè cũng được thiết kế mẫu đẹp hết. Mẫu này đó cô chú anh chị thấy không, mẫu sơn vàng thêm nữa. Đó, những cái điểm nổi bật bông hoa vàng. Đó, lên đến tầng 2 nè, nhà này là 890 triệu bớt cho cô chú anh chị một ít nữa thôi nha cô chú anh chị. Bớt lọc đó cô chú anh chị, là bớt lọc thì cô chú anh chị cũng sẽ biết rồi, bớt lọc lấy cho cái hên đó cô chú anh chị ha, mình vào nhà mình ở được cái may mắn. Đó, nhà thì được thiết kế ba cái quạt tặng hết cho cô chú chị luôn nha. Ở trên lầu 2 này có cửa sổ nè,
Ở nhà mình thì ở khúc đó là ngang 1m7 vô đây nè, gần ở đây thì khúc này là ngang gần 3m rưỡi, chiều dài thì 5m1. Nhà mình có hai cái ban công, lầu 1 và lầu 2, thì giá là 890 triệu, bớt cho cô chú anh chị là bất lập thôi. Thì nhà này là pháp lý là thừa phát lại nha, công chứng mi bằng. Đó, đây là khu dân cư hiện hữu nha cô chú anh chị. Đó, khu dân cư hiện hữu đó, như cô chú anh chị cũng sẽ thấy nè, khu dân cư hiện hữu luôn đó, nhà cao tầng đồ đầy đủ hết nè. Đó, coi như cô chú anh chị thấy không đó, lầu 1, lầu 2, lầu 3 ở đây, khu này khu dãy nhà cao tầng hết nha. Đó, lầu 1, lầu 2 nè, một lầu nè, nhà một lầu nè, đầy đủ hết, nhà đúc kiên cố hết. Đó, mất giá là 890 triệu bất lộc cho cô chú anh chị thôi. Thì cái này là ra công chứng mi bằng nha cô chú chị, và ra phòng công chứng thừa phát lại, mình làm hồ sơ mi bằng thì sẽ có chụp hình và chụp tiền. Bộ hồ sơ đó cũng có pháp lý lắm nha cô chú chị, tại vì giờ hệ thống văn phòng công chứng thì cũng đã được cải tiến lắm rồi. Giờ mình làm ở chỗ nào thì cái bộ hồ sơ đó sẽ nó dạng như là nó sẽ cập nhật lên cái hệ thống của tất cả các phòng công chứng luôn nha cô chú chị. Nên mình đã mua bán được rồi, có vi bằng rồi, thì ở tất cả các phòng công chứng đều coi cập nhật hết, nên cô chú chị cứ yên tâm nha. Đó, vi bằng giờ cũng có pháp lý lắm cô chú chị ơi. Thì giá là 890 triệu bất lộc cho cô chú chị Thiện Chí nha, và bất lộc thôi nha cô chú chị. Đó, thì em xin cảm ơn cô chú chị đã xem video của em, và nhớ đăng ký kênh để xem được nhiều video mới nha. Giá là 890 triệu bớt lọc, bớt lọc một tí tí thôi cho cô chú anh chị Thiện Chí. Thì cô chú chị nào yêu mến thì liên hệ em nha, và em xin cảm ơn cô chú chị rất nhiều.